Trong những năm qua, các hãng hàng không ghi nhận một số phương thức bán vé giả của các đối tượng xấu thực hiện vào dịp cao điểm đi lại Tết và khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước những hình thức lừa đảo trực tuyến đang gia tăng với thủ đoạn tinh vi dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, phương thức lừa đảo phổ biến nhất là trên các trang mạng xã hội chào mời bán vé dịp Tết với giá thấp hơn so với thị trường, kèm theo ngày giờ bay thuận tiện để thu hút khách hàng, thậm chí để tạo niềm tin người đăng tải chào mời mua vé máy bay giá rẻ còn tạo ra các bức ảnh chụp giao dịch thành công. Tuy nhiên khi người dùng chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn Facebook hoặc chặn liên lạc qua điện thoại, xóa toàn bộ dấu vết để không mua phải vé giả. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của các hãng. Ngoài ra do nhu cầu đi lại dịp cao điểm Tết đang tăng mạnh, các chuyến bay có thể hết chỗ sớm. Vietnam Airlines cũng khuyến cáo hành khách có kế hoạch và chủ động đặt chỗ mua vé từ sớm.